Vâng thưa các bạn, đối với dòng 7 series thì trục cơ sở đã dài rồi. Tuy nhiên đây lại còn bản L nữa, bản trục cơ sở dài hơn nữa, long airway nữa. Thì so với cái bản tiêu chuẩn thì cái bản long airway này nó sẽ dài hơn khoảng 14mm. Và chính vì cái điều đó thì khi mà tôi là ông chủ thì tôi cũng sẽ không phải đo cái khoảng duỗi chân này nữa. Và mình chỉ hơi tiếc rằng là trên 740 này nó còn chưa được trang bị cái đệm, cái miếng đỡ chân ở dưới này thôi. Và thôi, bây giờ chúng ta hãy đến với những cái tính năng thông minh trên cái mẫu xe này. Tính năng cơ học đầu tiên thông minh mà tôi thấy chăm chút cho ông chủ đấy là luôn quan tâm đến tôi. Một chiếc gương, tôi có thể trang điểm bôi son chắt phấn thì trông nó đẹp hơn, gọi là make up ấy ạ, trước khi gặp khách hàng đối tác. Và thưa các bạn, chiếc màn hình đây mới là điều tôi muốn nói đến. Và để bật nó ra, đó, các bạn có thể thấy mềm mại không ạ? Đẩy bằng cơ mềm, cơ điện tử nhưng rất mềm. Và nếu như tôi không lấy nó ra, nó lập tức lại tự động hút xuống. Tôi sẽ lấy nó ra để các bạn xem. Vâng, rất đẹp. Nó như một cái Galaxy Note gì đó. Và bây giờ tôi sẽ xem chúng ta có thể điều chỉnh những gì với chiếc màn hình này. Và main menu. Đây, bạn có thể thấy này, tôi có thể điều chỉnh này, đèn nội thất, ambient light với các màu khác nhau. Khi tôi chỉnh thì các bạn có thể thấy đấy. Thậm chí tôi có thể chỉnh màu, độ sáng tối. Thì có thể tắt nó đi. Không khác gì việc chúng ta dùng một cái smartphone cả. Chúng ta có thể tăng cái độ bảo vệ của kính lái đối với tia cực tím. Chúng ta có thể khả năng bảo vệ đối với làn da của chúng ta khi mà sử dụng chế độ này. Khi mà sử dụng chế độ này thì thực chất nó chỉ là việc là đóng mở các cái rèm mà thôi. Đó, cửa sổ trời cũng đóng lại, tôi có thể mở nó ra được không? Open O. Hơi đáng tiếc một chút là mẫu xe này chưa được PDI các cái rèm này cho nên kích hoạt chưa được nha các bạn. Còn khi mà chúng ta kích hoạt nó rồi thì sẽ dùng được mà thôi. Ghế ngồi đây là một cái điểm rất hay nhá. Tôi có thể đẩy cái ghế này lên này bằng cách kích vào đây. Ghế lái thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ không kiểm soát được. Tài xế mà đang lái, chúng ta đạp họ thì chắc chắn là sẽ mất lái. Chúng ta có thể điều chỉnh các cái ghế, hàng ghế sau chẳng hạn. Và bây giờ tôi sẽ chọn đến hàng ghế của tôi. Tôi sẽ sử dụng chức năng đấm bóp và chức năng massage. Các bạn có thể thấy không? Tôi đếm luôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chế độ massage. Đó. Massage sau lưng, massage cổ, massage khắp nơi. Các bạn muốn thêm chức năng massage gì đặc biệt không? Hãy để lại comment phía bên dưới thì để Hùng có thể chuyển tới BMW và tạo ra những chức năng massage sung sướng cho các bạn. Và BMW Vitality Program, cái chương trình này là khá là hay khi mà nó hướng dẫn chúng ta cách chăm sóc sức khỏe. Và khi đó thì chúng ta phải theo dõi trên cái màn hình này. Và thực ra cái màn hình này cũng hơi xin lỗi các bạn một chút là chưa được active, nên là xin hẹn các bạn trong một cái sử dụng cái tính năng này trong cái chương trình tiếp theo. Thậm chí tôi có thể sử dụng tính năng này để bật các cái đèn lên. Ví dụ khi bạn cần soi lô đề chẳng hạn, tôi nói vui thôi. Bạn theo dõi tình hình thị trường chứng khoán, ngồi trên xe theo dõi các con số nảy trên sàn chứng khoán bằng cách bật những cái đèn đấy lên. Và đó, tôi đã cất nó lại. Chưa hết, bạn có thể sử dụng những chai rượu vang và ướp lạnh nó bằng việc bỏ vào chiếc hộc lạnh này. Những lon bia thì khá đơn giản, nhưng những ly rượu vang hảo hạng thì chắc chắn rồi bạn sẽ phải ướp lạnh nó mới ngon được. Bệ tì tay thì thoải mái, ngồi đây các bạn có thể thấy này, êm. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng massage bằng cách kích vào nút ngay phía bên này mà thôi. Đây, rất đơn giản, trên màn hình sẽ hiển thị cho các bạn 8 chế độ massage nha các bạn. Và ngay bây giờ mình sẽ ngủ bằng cách
đóng rèm lại. Đấy, các bạn có thể này, close on. Đóng luôn rèm sau. Đó. Và bạn sẽ vuốt chiếc đèn này lên. Tắt. Nhưng mà bây giờ tôi đi ngủ, tôi sẽ bật đèn ngủ. Rèm đóng kín rồi, massage nhẹ nhẹ, nghe thưởng thức từ những giai điệu cực kỳ hay từ hệ thống âm thanh loa Harman Kardon 16 loa nha các bạn. Và chìm vào một giấc ngủ êm ái trên chính chiếc xe. Và tất nhiên đấy là tôi diễn mà thôi, nhưng mà thực sự chạy BMW rất êm. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn những cái chi tiết để các bạn đỡ buồn ngủ nhá. Thực ra những chi tiết rất là cơ bản thôi. Da gỗ thì vẫn đã giới thiệu rồi. Hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập, có sưởi ghế này, rồi thông hơi này, kết nối HDMI, vân 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 vân. Những cái tính năng thực ra là